là bói trung tình. Em hay nhìn vào trong cung hình. Cô nàng nào xinh lung linh, đó là giây phút say đượm ngây ngất. Em là chàng trai cung kính, anh thấy anh đến gặp em mà em cứ vỗ na. Nếu không em muốn tặng anh một thôi sao đủ na, để em chụp lưu bút, để em thật thu hút. Và nếu em thích Sài Gòn biết ngay cho mình vì phụ chút. Yeah, call me for the cozy night, not dance on my body grind. Hiểu là khi mà trong lòng thay, từ giờ chỉ chờ em kề vai. Ngắm đôi mắt phao phiêu bồng, ngắm tay ngắm trên mây hồng. Có giây phút nào siêu lòng, thế anh có đáng yêu không? Yêu là khi đưa em về khi chưa có anh tâm. Yêu là khi đưa em qua bao tháng trầm.